yến tiệc hôm nay là vì một đại sự liên quan đến xã tắc ta muốn cùng hai vị đại nhân tính kế lâu dài nếu như định đào dương luôn hơn đăng cơ thiên hạ xem như là sẽ rơi vào tay của định đào thái hậu tới lúc đó không những là bất hạnh cho giang sơn hán thức mà còn là bất hạnh hạnh lê dương bá tánh kế duy nhất lúc này Chỉ có để Trung Sơn Dương thay thế định đào dương kế gì Như vậy mới có thể xoay chuyển càng khôn Không, đây cũng là tâm ý của Hoàng Thái Hậu Nhưng chuyện này cần phải tiến hành bí mật Mọi chuyện tôi cũng phải dựa vào sự dốc sức ủng hộ của hai vị Phê trục thái tử là làm trái theo ý nguyện của tiền đế Cho dù chúng ta thân là tam công Nhưng một khi nổi dậy tranh giành ngôi trữ Thì sẽ khó phục chúng là chúng ta không đủ sức làm như vậy trác thừa tướng nói vậy là sai rồi đại thần là trụ lệnh của triều đình chuyện liên quan đến xã tác sao có thể sợ khó mà rút lui Định đào dương tuổi nhỏ Định đào thái hậu lại giả tâm bừng bừng nếu nghe theo sắp đặt của bà ta sau này hoàng đế cũng như con đối chúng ta tuyệt đối không thể để tai họa đó xảy ra được ra tài trí và học thức của định đạo vương đều nổi trội hơn trung sơn vương chuyện này cũng đã được tiên đế đích thân khảo chứng mà hoàng thái hậu và định đạo thái hậu xưa nay bằng mặt không mặt bằng lòng chuyện tranh giành trong cung vị thường xuyên xảy ra hiện giờ hoàng thái hậu ủng hộ trung sơn vương đang vị như vậy không hợp với tổ với chế lại không thuận lộc người từ lúc đó, đối với những trách cứ và dị nghị, chúng ta cũng không thể nào mắt nhắm mắt mở được. Là thần tử, ừ, những lúc này mới nên ra mặt làm bia đỡ tên cho Hoàng Thái Hậu. Nếu không, sao có thể gọi là thần tử tận tụy? Hai vị đại nhân không cần phải tranh cãi. Ta hiểu nỗi khổ của Thừa Tướng. Xưa nay thắng làm vua, thua làm giặc Một khi chuyện đoạt trữ thất bại, Đừng nói là không giữ được quan vị tam công Thậm chí cả cái đầu cũng không giữ được Nhưng mà trong thời khắc khẩn cấp nguy nan này Không phải là lúc cần chúng ta đứng ra sao Cho dù vì vậy mà phải đánh đổi cả tính mạng Tiêu dục ta cũng sẽ không hối tiếc Ta tin là Đại Tư Mã cũng có ý nghĩ giống như ta Có thể giúp bọn ta một phần sức lực hay không Xin thừa tướng suy nghĩ Mong thừa tướng suy nghĩ Hả? Ừ. Xu? Định đào Thái Hậu Đại tư mã Thật không ngờ, Ngài vẫn còn cơ hội tới làm khách ở lao ngục của ta. Định đạo Thái Hậu, bà dám bắt cóc trọng thần của triều đình sao? Mau thả ta ra đi. Người đâu? <laughs> Dù ngài ở đây là rách cổ họng, bên ngoài cũng không ai nghe được đâu. Ồ, oh, ta quên mất. Lao ngục này là ta dùng vật liệu đặc biệt kiến tạo. Tiếng động bên ngoài có thể truyền được vô đây, nhưng tiếng động bên trong thì không truyền được ra ngoài. Dương mà Dương, ngài có tin không? Dù ta âm thầm giết chết ngài ở đây, cũng sẽ không có ai biết. Rốt cuộc bà muốn làm gì? Nguyên nhân thật sự, chắc trong lòng ngài đã rõ. À, không những mời riêng ngài. Trác thừa tướng cũng có may mắn tới đây. Bí mật mà các người thường nghĩ ở phủ ở của tiêu đại nhân. Có thể nói cho ta nghe được không nè? Định đầu Thái Hậu, ta nghĩ bà đã hiểu lầm rồi. Tiêu đại nhân thỉnh ý bọn ta chỉ là uống rượu mua vui, gắn kết thêm giao tình của chúng ta mà thôi. <laughs> Thật là quá tức quá người đại tư mã. Trong lúc quan trọng như vậy, mà tiêu đại nhân lại mời các ngài tới uống rượu vui chơi Đại tư mã không nói cũng không sao Di trác thừa tướng Tự mình thừa nhận rồi Tiêu đại nhân Là muốn liên kết các ngài Mưu đoạt ngôi vị thái tử của tôn nhi ta đúng chứ Làm trái ý chỉ của tiên hoàng Tội danh lớn cỡ nào ngài biết không <laughs> Đúng rồi các ngài cảm thấy các ngài có Hoàng Thái Hậu chống lưng cho. Bà ta bây giờ cũng khó bảo toàn rồi. <laughs> Thật ra phế trước ngôi vị Thái tử không phải chủ ý của bà ta sao? Ta cho bà biết. Hoàng Thái Hậu không hề hay biết gì về chuyện này. Đây là quyết định mà các đại thần bộ ta đã đưa ra vì an nguy của xã Tắc. Ngài cho rằng dựa vào ba người các người, thì có thể xoay chuyển càng khôn sâu. Ôi, sai rồi, sai rồi. Ôi, không phải ba người, mà là hai người. Bởi vì Trác Thừa Tướng đã đồng ý giúp ta rồi. Phủ Đại Tư Mã và người nhà của Phủ Thừa Tướng sáng nay tới báo chủ nhân vẫn chưa về nhà. Tối hôm qua chúng thần bàn bạc đại sự xong, hai người họ đã rời đi. Bây giờ không rõ tung tích trong lòng của thần có dự cảm không lành sợ phó thái hậu biết chuyện nên ra tay trước bà ta có thể biết nhanh như vậy sao xem ra bên cạnh các ngài ngài đã có người của bà ta từ lâu rồi hoàng thái hậu bây giờ chúng ta đã không còn đường lui nữa chỉ có thể sống chết một phen với kẻ thù nhưng nếu như đại tư mã và trác thừa tướng đều nằm trong tay phó thái hậu chúng ta đánh chuột sợi vỡ bình không thể hành động khinh xuất Phó Thái Hậu, nếu đã khống chế được họ, tiếp theo đó sẽ tìm đủ mọi cách bắt ép họ nói ra chủ mưu đứng sau. Tới lúc đó thì mọi mũi giáo sẽ chĩa vào người. Phó Thái Hậu nhất định sẽ nhân cơ hội lệnh cho người phải giao ra hoàng quyền, sau đó triệt để ép người xuống giật sâu. Bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ đứng ra gánh chịu. Tiêu đại nhân, ngài không cần phải lo lắng. Ngài cũng phải bảo vệ tốt cho bản thân mới đúng. Tiêu Đại Như Tiêu Đệ Như Xảy ra chuyện gì vậy? Trước giờ chưa bao giờ thấy ngài có bộ dạng tâm sự nặng nề như vậy Chuyện đặc trữ đã bị bại lộ Không còn mấy ngày nữa Phó Thái Hậu sẽ đích thân tới trường Lạc Cung để hỏi tội Chẳng phải chuyện này vẫn luôn bí mật tiến hành sao Làm thế nào mà Phó Thái Hậu biết được vậy Khắp nơi đều có tai mắt của bà ta Chỉ là không thể ngờ Bà ta dám bắt Đại Tư Mã và Thừa Tướng Giữ họ lại làm con tin Nếu như vậy Dù muốn đối phó với bà ta Ta cũng không thể ra tay Vậy Hoàng Thái Hậu chẳng phải rất nguy hiểm sao Dù định đào Thái Hậu không dám giết người Nhưng nhưng cũng sẽ tìm mọi cách tước đoạt quyền lực của người thậm chí đây người vào lãnh cung không được ta quyết không cho phép chuyện đó xảy ra nếu không thể bảo vệ người ta ở lại bên cạnh người có ích gì đâu ngài là muốn xin bà đừng nói với hoàng thái hậu nếu không người nhất định sẽ ngăn cản ta đây là chuyện cuối cùng ta có thể làm cho người Xin bà hãy thành toàn cho ta <laughs> Tiêu dột Người tới để tự thú phải không Ta hỏi người lần nữa Có phải ngươi Dạch kế hoạch cho âm mưu âm trữ khai ra đồng mưu của người và kẻ xúi dục đứng sau đi là một mình ta làm không liên quan đến người khác. Đời ta phải đi nói ra sự thật để bọn họ thả tiêu dục ra ngày ấy là gì bảo vệ ta điện hạ nếu người đã biết ngày ấy đang bảo vệ người thì không nên làm ra chuyện kích động phụ lại khổ tâm của ngài ấy Thì ra là bà đã biết trước rồi Tại sao bà không ngăn cản ngài ấy Nếu nô tỳ có thể làm người chết thay đó Nô tỳ cũng sẽ làm ngay mà không do dự Tiêu dục cũng giống như nô tỳ Vì bảo vệ bình an cho người Không tiếc dân hiến mạng sống của chính mình Chỉ có người còn sống Mới kiềm hãm được giá tâm của Phó Thái Hậu Tiêu dục Ngài ấy xả thân dị nghĩa Chính là để cho người không ngã xuống Bây giờ nói ra sự thật Cũng không cứu nổi ngày ấy Vì nên điện hạ Xin người trân trọng sinh mạng của chính mình Trân trọng sự hy sinh của tiêu dục lùi xuống. Ngài không muốn nhìn thấy ta tới vậy sao? Hạ quan thân mang trọng tội, cần gì định vì Thái Hậu phải đích thân tới thăm. Trong lao phòng vừa lạnh vừa dơ, mời Thái Hậu quay về cho. Ngài cần gì để người khác ra kha ngàn dặm như vậy? cứ xem như bằng hữu cũ ôm chuyện xưa. <laughs> Mấy hôm nay, ngài chưa được ăn bữa cơm đàng hoàng đúng không? Nè, ở đây có rượu vừa mới hầm nóng. Ta uống với ngài dài chung. Đây. Bà đang làm gì vậy? <laughs> Ngài lo trong rượu có độc có gì Ngài là sợ ta sẽ hạ độc ngài đúng chứ Ngài có còn là tiêu dục không Ta thấy Ngài bây giờ Chẳng qua chỉ là kẻ nhà kinh gan Cũng được Dù sao ngày mai ta cũng ra pháp trường rồi trước khi chết có mỹ tử mỹ nhân ở bên cạnh chết cũng có là gì đâu đây mới là tiêu dục ta quen biết ngài là một lãng tử nữ nhân trong thiên hạ ngài đều không để trong lòng ta nói đúng chứ ta không còn là lãng tử lâu rồi bây giờ cũng chỉ là một khâm phạm thái hậu cần gì phải lãng phí tâm tư với ta làm gì chứ chi bằng cứ mặc kệ ta đi Ta không thích mặc kệ <laughs> Tiêu dục Ta vốn dĩ không có gì Nếu như Không dựa vào bản thân để tranh đoạt, đoạt Thì sẽ bị người ta quên lãng Bây giờ thì Ta đã có tất cả Duy nhất chỉ thiếu Một nam nhân mà ta thật lòng yêu thích để chia sẻ như ta <laughs> tiêu dục. ta ghét ánh mắt này của quỳnh, ta ghét cách nhìn của quỳnh, ta cảm giác ta là người không chút liên quan gì tới quỳnh hết, ta ghét thái độ không thèm quan tâm gì đến ta của quỳnh. Quỳnh vì một nữ nhân Dũng chỉ không để tâm gì tới Quỳnh như vậy sao Để nổi Quỳnh đã lạc tới bước đường này Bà bà ta cũng không tới thăm Quỳnh một lần Có đáng không hả Có đáng không con người ngu xuẩn kia Có đáng không Cho dù ta phải chết vì nàng ấy Thì ta cũng không muốn ở bên cạnh nữ nhân độc ác như ngươi <laughs> ta hận ngươi không phải người muốn chết sao được ta sẽ thanh toán cho ngươi ta quyền rủa ngươi nguyện rủa ngươi xuống địa ngục tập mãi hận ngươi <laughs>